Kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi tin tức cập nhật trên kênh YouTube của Báo Tiền Phong. Thưa quý vị, tại hồ sơ thẩm định dự thảo nghị định về kinh doanh xăng dầu lần thứ 3 gửi Bộ Tư pháp mới đây, Bộ Công Thương giữ quan điểm như tại bản thảo hồi tháng 4 là để doanh nghiệp, đầu mối phân phối tự tính, quyết định giá bán lẻ, nhà nước sẽ không điều chỉnh giá nhiên liệu. Cụ thể, nhà nước công bố giá thế giới bình quân 7 ngày một lần. Premium được công bố trên thị trường quốc tế tính bình quân 7 ngày một lần theo số ngày có giá xăng dầu thế giới. Chi phí vận tải xăng dầu về Việt Nam, chi phí bảo hiểm đưa xăng dầu về Việt Nam được tính bình quân một quý một lần, được rà soát điều chỉnh khi có biến động bất thường, lợi nhuận định mức. Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu căn cứ các yếu tố cố định như thuế các loại, chi phí kinh doanh định mức, biến động hàng năm theo chỉ số tiêu dùng CPI, rà soát lại 3 năm một lần hoặc khi có biến động bất thường để công bố giá bán lẻ xăng dầu. Riêng giá dầu mazut là giá bán buôn của thương nhân trên thị trường. Giá bán xăng dầu của thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu trên thị trường không được vượt quá giá được tính toán theo công thức quy định tại nghị định. Điểm mới là họ sẽ phải kê khai giá, thông báo với cơ quan quản lý để giám sát. Cụ thể, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu thực hiện thông báo giá bán, kê khai giá bán gửi Bộ Công Thương, Bộ Tài chính. Thương nhân phân phối xăng dầu thực hiện thông báo giá bán, kê khai giá bán gửi Sở Công Thương, Sở Tài chính. Cục Quản lý Thị trường tại địa phương nơi thương nhân có hoạt động kinh doanh xăng dầu sau khi thương nhân công bố giá bán lẻ xăng dầu. Đối với địa bàn vùng sâu vùng xa, có điều kiện kinh tế xã hội còn khó khăn theo quy định, các thương nhân thực hiện bán lẻ xăng dầu tại địa bàn này được quyết định giá bán lẻ xăng dầu. Riêng dầu mazut là giá bán buôn trong hệ thống phân phối của mình không được vượt quá 2% giá bán xăng dầu theo công thức quy định tại nghị định. Việc thay đổi này, Bộ Công Thương lý giải do cơ chế điều chỉnh giá xăng dầu hiện nay chưa đảm bảo theo cơ chế thị trường. Quy định hiện hành là Bộ Tài chính hướng dẫn cách xác định các yếu cấu thành giá cơ sở, điều chỉnh các khoản chi phí kinh doanh, lợi nhuận định mức dựa trên báo cáo của doanh nghiệp đầu mối, thuế nhập khẩu bình quân giao quyền hàng quý. Sau đó, cơ quan này thông báo cho Bộ Công Thương để tính giá cơ sở bán lẻ. Giá này được công bố 7 ngày một lần, là mức trần để các doanh nghiệp xác định giá bán lẻ trong hệ thống. Ví dụ, kỳ điều hành ngày 11 tháng 7, nhà nước công bố giá xăng RON953 tối đa là 23.294 đồng một lít, doanh nghiệp chỉ được bán ra bằng hoặc thấp hơn mức giá này. Với thương nhân phân phối, Bộ Công Thương tiếp tục đề xuất nhóm này chỉ được mua xăng dầu từ đầu mối, không được mua bán xăng dầu lẫn nhau nhằm minh bạch hóa thị trường kinh doanh xăng dầu, loại bỏ việc mua bán lòng vòng làm tăng thêm chi phí. Còn thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu sẽ phải kết nối dữ liệu về tổng nguồn xăng dầu, tiêu thụ, tồn kho xăng dầu, bổ sung quy định về kinh nghiệm, năng lực đối với thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu như có ít nhất 36 tháng làm thương nhân phân phối xăng dầu. Theo tính toán, tổng nguồn xăng dầu cho tiêu thụ nội địa của Việt Nam hiện nay khoảng 27 triệu mét khối tấn xăng dầu các loại. Số liệu ghi nhận năm 2023, trong đó các nhà máy lọc dầu trong nước đáp ứng được khoảng 70%, riêng hai thương nhân đầu mối lớn là Petrolimex và PVOI thực hiện được khoảng 59,3% tổng nguồn xăng dầu, còn lại do 28 thương nhân đầu mối còn lại đảm nhiệm, nhưng một số chỉ thực hiện dưới 100.000 mét khối một tấn một năm, khoảng 0,38% tổng nguồn. Trước khi bị khởi tố, nữ giám đốc của Xuyên Việt Oil được biết đến là bà trùm xăng dầu, khách hàng lớn của hai công ty lập dầu Dung Quất, Nghi Sơn. Doanh số bán hàng cao gấp chục lần các đầu mối lớn khác, lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Ngày 8 tháng 9 năm 2023, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với hai bị can trong vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan. Trong đó có bà Mai Thị Hồng Hạnh, sinh năm 1979, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và thuộc cấp Nguyễn Thị Như Phương, sinh năm 1992. Chân dung bà trùm xăng dầu. Mai Thị Hồng Hạnh, sinh năm 1979, là giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Xuyên Việt Oil, góp 2.940 tỷ đồng, tương ứng 98% vốn. Ngoài ra, bà Hạnh còn là đại diện tại nhiều pháp nhân có vốn lớn khác như Công ty Cổ phần Cảng Việt Oil, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thành Phong, Công ty Cổ phần Việt Oil. Công ty Cổ phần Cảng Việt Oil thành lập vào tháng 6 năm 2017, ngành nghề chính là dịch vụ cảng và bến cảng. Vốn điều lệ tại tháng 1 năm 2019 tăng từ 500 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thành Phong thành lập vào năm 2001 với vốn điều lệ tại tháng 12 năm 2021 là 12 tỷ đồng. Trong đó bà Mai Thị Hồng Hạnh nắm 96,7% vốn, còn lại 3% là của bà Nguyễn Thị Như Phương. Công ty Cổ phần Việt Oil thành lập vào tháng 12 năm 2021 có vốn điều lệ 600 tỷ đồng. Trong đó Xuyên Việt Oil nắm 65% vốn, bà Mai Thị Hồng Hạnh nắm 17% vốn, Mai Tuấn Kiệt góp 15% và Nguyễn Thị Như Phương góp 3%.
Dữ liệu cho thấy khoảng một năm trước khi bị bắt, bà Mai Thị Hồng Hạnh từng dùng giấy chứng nhận phần vốn góp 98% vốn của mình tại Xuyên Việt Oil đem thế chấp tại một ngân hàng cho hợp đồng vay phát sinh vào tháng 9 năm 2022. Ngoài thế chấp cổ phần tại Xuyên Việt Oil, cũng trong tháng 9 năm 2022, bà Mai Thị Hồng Hạnh đã dùng phần vốn góp tại công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Phong với tỷ lệ sở hữu 96,7% đem thế chấp tại ngân hàng để vay vốn. Trước đó vào tháng 8 năm 2022, nữ đại gia xăng dầu đã từng cầm cố chiếc ô tô mang thương hiệu Lexus biển kiểm soát 51F21670 để đảm bảo cho một khoản vay tại một ngân hàng chi nhánh 4 thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài các khoản vay của cá nhân lãnh đạo, vài năm gần đây, công ty Xuyên Việt Oil từng phát sinh nhiều hợp đồng tín dụng với giá trị khoản vay khác nhau tại các ngân hàng như BIDV. Hiện Xuyên Việt Oil đang có các khoản nợ tại một số ngân hàng thương mại với tổng dư nợ hơn 5.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Xuyên Việt Oil cũng nợ 1.450 tỷ đồng tại một ngân hàng khác, bao gồm khoản vay gần 953 tỷ đồng và 60,8 triệu đô la Mỹ. Tương tự, khoản nợ này cũng đã được ngân hàng này đưa vào diện nợ xấu. Ngoài các khoản nợ trên, Xuyên Việt Oil còn có các khoản vay tại hai ngân hàng thuộc nhóm ngân hàng thương mại nhà nước, một khoản 815 tỷ đồng và một khoản gần 78 tỷ đồng. Trong đó, khoản vay 815 tỷ đồng cũng đã được đưa vào diện nợ xấu, khoản vay 78 tỷ thậm chí còn bị đưa vào diện nợ có khả năng mất vốn. Vết đen của bà trùm xăng dầu. Xuyên Việt Oil, nơi bà Hạnh làm chủ, là một đại gia xăng dầu trong nhiều năm, không chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh mà trên phạm vi cả nước. Đây là một đầu mối xuất nhập khẩu lớn ở phía Nam với doanh số bán ra cả tỷ lít xăng dầu mỗi năm, với số tiền bán hàng có năm lên tới con số chục nghìn tỷ đồng. Đơn cử như năm 2021, cơ quan thanh tra ghi nhận doanh nghiệp đã xuất hóa đơn bán hàng với số lượng hơn 1,7 tỷ lít xăng dầu, tổng số tiền trên 22.354 tỷ đồng. Con số này lớn hơn rất nhiều nếu so với những đầu mối có tên tuổi khác, ví dụ gấp hơn 10 lần so với doanh nghiệp đầu mối xăng dầu vào dạng lớn nhất miền Trung là công ty Hòa Khánh. Tương tự trong năm 2021, một đầu mối lớn khác tại thành phố Hồ Chí Minh là công ty cổ phần xăng dầu và dịch vụ hàng hải STS, quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, chỉ có doanh số bán hàng chưa tới 3.000 tỷ đồng với 190 triệu lít xăng dầu các loại bán ra. Để dễ hình dung hơn, những con số trong cả năm của hai đầu mối lớn được so sánh ở trên chỉ tương đương với số lượng mà Xuyên Việt Oil xuất bán trong hơn 40 ngày đầu của năm 2022, tương đương 169 triệu lít xăng dầu với doanh số hơn 2.650 tỷ đồng. Xuyên Việt Oil có trụ sở chính tại số 465-467 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, là một trong gần 40 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu lớn trên cả nước. Đây là đối tác thường xuyên của hai nhà máy lọc dầu lớn nhất nhì Việt Nam là nhà máy Nghi Sơn và lọc dầu Dung Quất. Xuyên Việt Oil có giấy đăng ký kinh doanh lần đầu vào năm 2005 và được Bộ Công Thương cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu vào tháng 8 năm 2016. Sau khi hết hiệu lực vào tháng 8 năm 2021, doanh nghiệp đã tiếp tục làm hồ sơ xin cấp phép để tiếp tục làm đầu mối xăng dầu vào tháng 11 năm 2021. Cũng từ đây, doanh nghiệp liên tiếp có những sai phạm với lý lịch gian lận. Cụ thể, để đủ điều kiện về hệ thống phân phối, có 37 đại lý bán lẻ của công ty cổ phần Đại Đồng Xuân được công ty Xuyên Việt Oil kê khai thuộc hệ thống của mình thông qua cơ chế công ty mẹ con. Theo đó, Xuyên Việt có vốn góp trên 50% vào công ty Đại Đồng Xuân. Thế nhưng điều đáng nói là cũng chính trong ngày mà Bộ Công Thương cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu, công ty Xuyên Việt Oil và công ty cổ phần Đại Đồng Xuân đã ký kết văn bản hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và tại thời điểm hủy bỏ, hai bên chưa thực hiện bất cứ quyền và nghĩa vụ nào của hợp đồng đã ký kết. Điều bất thường này được cơ quan thanh tra của Bộ Công Thương kết luận là gian lận đại lý. Bên cạnh đó, kết quả kiểm tra thực tế cho thấy hồ sơ công ty Xuyên Việt Oil và vụ thị trường trong nước cung cấp không khớp. Năm 2021, công ty này không đăng ký hệ thống phân phối với Bộ Công Thương. Trong quá trình thanh tra, doanh nghiệp bị phạt hành chính tới 4 hành vi, trong đó có việc không đăng ký hệ thống phân phối, không đáp ứng điều kiện hệ thống phân phối, gian lận trong kê khai đại lý. Cần phải nói thêm rằng, tại thời điểm thanh tra, Xuyên Việt Oil là doanh nghiệp từng có 6 năm kinh nghiệm tham gia làm đầu mối. Điều này có nghĩa là trước đó, doanh nghiệp cũng cần phải đáp ứng các điều kiện về hệ thống phân phối, chứ không phải tay mơ trong giới xăng dầu. Cho nên, việc thực hiện tất toán hợp đồng với 37 đại lý, trong khi điều kiện quy định cần có 40 đại lý, trong đúng ngày được cấp giấy phép lần 2, đặt ra không ít nghi vấn về năng lực thẩm định của cơ quan kiểm tra, cấp giấy phép. Đáng chú ý, kết luận cũng cho hay, trước cuộc thanh tra này, ông lớn Xuyên Việt Oil không có cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra, điều tra nội dung về kinh doanh xăng dầu. Kết luận với Xuyên Việt Oil, đoàn thanh tra của Bộ Công Thương kiến nghị giao vụ thị trường trong nước chấn chỉnh kịp thời những sai sót trong công tác thẩm định, cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu và kiểm tra, giám sát việc duy trì điều kiện kinh doanh xăng dầu. Trước khi bị thanh tra khoảng nửa năm, doanh nghiệp này đã từng bị Bộ Công Thương đình chỉ giấy phép làm đầu mối kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu trong 1,5 tháng, tính từ ngày 28 tháng 7 năm 2022.
Dù vậy, đến tháng 8 năm 2023, doanh nghiệp này chính thức bị Bộ Công Thương thu hồi giấy phép làm đầu mối xăng dầu. Hối lộ bằng tiền quỹ bình ổn giá xăng dầu. Thông tin mới nhất liên quan đến vụ án tại Xuyên Việt Oil, chiều ngày 6 tháng 7, tại họp báo chính phủ thường kỳ, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, bà Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Xuyên Việt Oil và đồng phạm đã sử dụng trái phép nguồn tiền quỹ bình ổn giá xăng dầu và tiền thuế bảo vệ môi trường vào mục đích kinh doanh và cá nhân, thiết lập mối quan hệ và đưa hối lộ. Cụ thể, tính đến thời điểm họp báo diễn ra ngày 6 tháng 7, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên cho biết, đối với vụ án vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan tổ chức khác, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã khởi tố 14 bị can theo 5 nhóm tội danh. Thiếu tướng Tuyên cho hay, đối với bà Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và đồng phạm đã sử dụng trái phép nguồn tiền quỹ bình ổn giá xăng dầu và tiền thuế bảo vệ môi trường vào mục đích kinh doanh và mục đích cá nhân. Ngoài ra, Hạnh đã sử dụng một phần tiền này để thiết lập các mối quan hệ, đưa hối lộ. Ông Tuyên cũng khẳng định, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đang tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan, xử lý theo quy định của pháp luật. Trong quá trình điều tra xác định, các đối tượng đã lợi dụng chức danh quản lý nhà nước về lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, thuế, ngân hàng để được cấp và gia hạn giấy phép kinh doanh xăng dầu khi không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Thiếu tướng Tuyên thông tin, đối với bà Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và đồng phạm đã sử dụng trái phép nguồn tiền quỹ bình ổn giá xăng dầu và tiền thuế bảo vệ môi trường vào mục đích kinh doanh và mục đích cá nhân. Ngoài ra, Hạnh đã sử dụng một phần tiền này để thiết lập các mối quan hệ, đưa hối lộ. Ông Tuyên cũng khẳng định, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đang tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ án, làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan, xử lý theo quy định của pháp luật. Xin chuyển sang thông tin khác. Từ 15 giờ ngày 11 tháng 7, giá xăng RON 95 bán lẻ tăng 70 đồng một lít theo xu hướng thế giới. Giá xăng E5 RON 92 giảm nhẹ. Trong khi đó, giá dầu khác tăng 70-660 đồng một lít 1kg tùy loại. Xăng RON 95 nhích thêm 70 đồng một lít. Dầu diesel và mazut tăng mạnh. Theo báo cáo của Bộ Công Thương, mặt bằng giá xăng dầu trong nước đang thấp hơn 29-39% so với cùng kỳ nửa đầu năm 2022. Cụ thể, giá xăng RON 95 hiện ở mức 21.420 đồng một lít, giảm 35%. Dầu diesel thấp hơn 39%, dầu hỏa ít thấp hơn 37% và mazut thấp hơn khoảng 29% so với cùng kỳ năm trước. Theo dự báo của Bộ Công Thương, giá nhiên liệu trong nước có thể tăng trở lại trong quý 3 khi giá nhiên liệu thế giới đi lên. Bộ Công Thương cũng đưa ra hai kịch bản với giá xăng dầu, với kịch bản giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân ở mức 90 đô la Mỹ một thùng. Bộ Công Thương cho biết, giá bán 1 lít xăng E5 RON 92 sẽ ở mức 21.325 đồng, RON 95 ở mức 21.597 đồng và dầu diesel 18.115 đồng. Trường hợp giá thành phẩm thế giới ở mức 98 đô la Mỹ một thùng, giá dầu diesel ở mức 19.415 đồng một lít, E5 RON 92 là 22.657 đồng một lít, còn giá xăng RON 95 lên 23.049 đồng, đắt hơn hiện tại gần 2.000 đồng một lít và tương đương ngưỡng giá tháng 11 năm 2012. Theo quyết định của Liên Bộ Công Thương Tài chính, từ 15 giờ ngày 11 tháng 7, giá bán lẻ xăng RON 95 tăng thêm 70 đồng một lít, lên 21.490 đồng một lít, trong khi xăng E5 RON 92 bán lẻ giảm 60 đồng một lít, xuống còn 20.410 đồng một lít. Dầu diesel bán lẻ tăng 450 đồng một lít, lên 18.610 đồng một lít. Dầu hỏa tăng giá bán lẻ 400 đồng một lít, lên 18.320 đồng một lít. Dầu mazut tăng 660 đồng một kg, lên 15.280 đồng một kg. Tại kỳ điều hành này, cơ quan điều hành tiếp tục không chi quỹ bình ổn xăng dầu và dừng trích lập vào quỹ. Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng đã trải qua 19 lần điều chỉnh, trong đó có 10 lần tăng, 6 lần giảm và 3 lần giữ nguyên. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn like, theo dõi kênh để không bị bỏ lỡ những thông tin mới nhất trong các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!